Chương 2, Trang Sử Vàng. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ bại hư. Lời tuyên ngôn độc lập đầu tiên đã khẳng định lãnh thổ dân tộc đầy hào hùng của Lý Thường Kiệt. Từng biên niên sử của dân tộc Việt Nam được kể lại qua lời văn của Nguyễn Trãi. Từ Triệu Linh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Dương Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Vang Âu Nghĩ Vạn Đại Việt, ông cha ta giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Từ mũi tên bắn kẻ xâm lược, là ngọn cỏ đánh đuổi quân thù, là chôn tre để bảo vệ bờ cõi, là tóc người gìn giữ non sông. Lịch sử được viết tên, các sử vàng được ghi lại vĩnh viễn trong lòng mỗi người chúng ta. Kính mời quý khách cùng đến với chương 2, Trang Sử Vàng.